ác nhân truyền kỳ phim Hàn mới nhất điện ảnh, được gọi là tuyệt mệnh độc sư bản Hàn. Luật sư Kim Tiền xuất thân từ tầng lớp đáy xã hội, làm thế nào bị cuộc sống áp bức trở thành đại ca hắc đạo. Người đàn ông tên là Han Jong-su vẫn luôn đi trong tù và trại giam, vì có thể kiếm tiền nuôi gia đình, anh vẫn luôn lấy danh nghĩa đến thăm phạm nhân lạ, tiến hành biện hộ chào hàng với đối phương. Vì hành động này mà anh cũng thường xuyên khiến tất cả đồng nghiệp luật sư xem thường. Hôm nay anh đến viện dưỡng lão thăm ba mẹ, em trai lại giới thiệu cho anh một đơn hàng lớn. Em trai nói phạm nhân của vụ án này là nhân vật lớn, người đàn ông tên là Seo Jang. 20 năm trước, lúc đang học trung học, anh ta tham gia bóng chày, vì bất mãn với trọng tài trực tiếp đánh đối phương đến chết. Sau khi ra tù chưa đến nửa năm, lại tập hợp đệ tử của mình ở khu phố thương nghiệp phồn hoa nhất Seoul. Jong-su nghe xong lời giới thiệu của em trai lập tức có chút khổ não. Dù gì bản thân bình thường tiếp xúc không ít côn đồ, đại ca xã hội đen thật sự anh vẫn chưa gặp qua. Sáng sớm hôm sau anh đến nhà giam, vốn định ra vẻ nâng cao khí thế của mình một chút. Nào ngờ đối phương vừa xuất hiện liền khiến anh cảm thấy sợ hãi. Jong-su thấy mình căn bản không thể làm anh ta sợ hãi, liền khách khí hỏi yêu cầu của anh ta. Nào ngờ Đô Giang lại vô lễ như thế. Luật sư trừng trị xuất thân từ sự vụ trưởng. Cái gì? Không phải ư? Tôi tốt xấu gì cũng là luật sư, lại phải đối mặt với anh. Đúng là đáng chết mà, đúng không? Lời của anh ta khiến Han Jong-su cảm thấy có chút khó chịu. Anh rời khỏi nhà lao vừa muốn về nhà thì bị bảo vệ chặn lại. Bảo vệ cầm một túi đen nói là được người khác nhờ. Sau khi mở ra anh bị dọa sợ một phen. Jong-su lập tức tìm đến Bom Jae, vì trong hộp đều là tờ 200.000. Jong-su muốn nhờ em trai trả lại cho Đô Giang. Nhưng Bom Jae thấy anh trai không máu chiến như thế, anh ấy liền tức giận muốn rời đi. Jong-su vội ngăn anh ấy lại nói yêu cầu của Đô Giang chính là theo dõi cô gái của mình. 900 triệu, đặt cọc 190 triệu. Nếu trước khi tôi ra tù tìm được thì 710 triệu có gì mà làm không được chứ. Đâu có kêu anh ăn cướp hay giết người, chỉ kêu anh theo dõi mà thôi. Là chuyện có người chịu tổn thương đó. Em cảm thấy Seo Đô Giang sẽ tha cho cô gái đó à? Jong-su về nhà đang muốn nghỉ ngơi thì tiếng của điện thoại vợ thu hút sự chú ý của anh. Anh mở điện thoại xem mới biết đó là một đoạn tin nhắn hủy bỏ vụ án quấy rối. Không đợi anh xem được nhiều hơn thì vợ vội vàng giật lấy. Jong-su hỏi cô rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Dung Hê Giang ấp a ấp úng không biết nên nói thế nào. Mấy ngày trước cô đến nhà cửa hàng trưởng làm người giúp việc, rõ ràng biết nhà không có người cô mới đi giúp đỡ. Nào ngờ lúc cô muốn mở phòng ngủ dọn dẹp thì cửa hàng trưởng xuất hiện trên giường. Cô bị dọa sợ muốn bỏ chạy, may mà đối phương không đuổi theo cô mới thoát được một kiếp. Cô nói với chồng mình mượn cửa hàng trưởng 190 triệu. Jong-su đang suy nghĩ không biết nhà có cần dùng tiền ở đâu không. Lúc này cô mới nói ra chân tướng. Mấy ngày trước mẹ Jong-su phóng hỏa gây ra tổn thất lớn cho viện dưỡng lão. Biết chồng bôn ba bên ngoài mưu sinh đã rất vất vả, bất đắc dĩ cô chỉ có thể mượn tiền bồi thường. Ngày hôm sau, Jong-su đến tìm cửa hàng trưởng, nói chuyện vợ mình suýt bị xâm phạm. Nhưng đối phương không chỉ xé danh thiếp của Jong-su, mà còn vợ chồng hai người chuyên gia dở thủ đoạn. Anh nuốt cục tức vốn muốn lái xe rời đi, nhưng nghĩ đến lời của Đô Giang trong tù. Anh cứ hèn nhát sống cả đời như thế à? Jong-su lần nữa quay về ném hết tiền đặt cọc của Đô Giang lên bàn anh ta. Lúc anh muốn rời đi thì anh ta còn lên giọng với anh. Thời khắc này anh không nhịn được nữa. Tôi sai rồi, là lỗi của tôi. Anh muốn báo cảnh sát thì báo đi, muốn đi kiện cũng tùy anh, nhưng anh sẽ vì tất cả những chuyện anh làm mà trả giá. Giây phút này anh cuối cùng cũng giải phóng nội tâm thật sự của mình. Rất nhanh Jong-su lần nữa đến nhà lao tìm Đô Giang. Anh quyết định tiếp nhận ủy thác. Tục ngữ lưu manh không sợ mà là sợ lưu manh có văn hóa. Nhưng lưu manh không chỉ có luật sư IQ cao làm ban tham vấn, bản thân còn là lão đại xã hội đen ở Seoul. Loại lưu manh này ai có thể chịu được chứ? Mấy ngày trước Jong-su nhận nhiệm vụ giám sát. Anh bất chấp ngày đêm theo dõi cô gái của Đô Giang, từ công việc thường ngày ở chỗ làm đến về nhà, căn bản không có nửa điểm đáng nghi nào. Jong-su nghi ngờ có phải Đô Giang quá mẫn cảm rồi không. Sáng sớm hôm sau anh đến nhà lao, anh vừa muốn giải thích tình hình điều tra, Đô Giang lại đột nhiên phát điên. Tiểu tử thối, anh muốn tôi phí tiền đúng không? Jong-su bị người đàn ông thất thường trước mặt dọa có chút thở không nổi. Anh biết cứ tiếp tục thế này không phải là cách. Cũng chính lúc anh rời đi không lâu, đệ tử của Đô Giang đến tù thăm. Mặc dù hai người đối mặt với đại ca vẫn lễ độ, nhưng đồng hồ đắt tiền trên tay anh ta đã bán đứng thái độ của anh đối với Đô Giang. Tại sao mày điều tra bên ngoài không có chút tiến triển nào? Trước khi anh ra ngoài em sẽ xử lý ổn thỏa. Đại ca, cút, tao muốn đi ngủ trưa. Cùng lúc đó, Jong-su nhờ Bom Jae giúp đỡ, hách xâm nhập vào hệ thống giám sát của Đô Giang. Sau đó hai người lén lút lẻn vào nhà định lắp camera giám sát. Lúc đầu đã lắp ổn thỏa. Lúc hai người rời đi, Bom Jae lại có hứng thú với một cánh cửa phòng ở nơi xa. Nhưng khoảnh khắc mở cửa ra lại bị dọa sợ giật mình. Jong-su lập tức đi qua, thấy một người hơi thở thoi thóp nằm trên giường. Anh cũng lập tức trở nên phấn khích, mà người trước mắt chính là đại ca của băng đảng xã hội đen. Jong-su bận rộn cả một ngày vừa về đến nhà, cửa xe bị một người lạ mở ra. Người đàn ông xông lên hỏi chuyện của anh và Đô Giang. Mặc dù Jong-su vô cùng hoảng loạn, nhưng từ trách nhiệm luật sư, anh vẫn dùng lời nói dối bảo vệ việc riêng tư của Đô Giang. Hắn ta thấy không tra hỏi được gì cuối cùng vẫn lựa chọn rời đi. Nửa đêm, Bom Jae tìm đến Jong-su,
thông báo đột nhiên Park Jae-yi phải về nhà một chuyến, vừa hay thiếu một tài xế. Jong-suk cảm thấy cô gái này rất có khả năng muốn đi gặp ai đó, liền đưa Park Jae-yi về nhà. Sau đó viện cớ tình huống cấp bách ở nhờ nhà vệ sinh, lẻn vào phòng ngủ của cô gái lắp đặt camera. Ngày hôm sau, lúc Jong-suk chuẩn bị gặp Do Jang lại nhận được điện thoại của bạn. Người bạn nói với Jong băng nhóm xã hội đen hình như đang âm thầm điều tra anh. Lúc này, anh mới phát hiện mình đã bị xã hội đen theo dõi. Bất đắc dĩ anh chỉ đành vào chợ rau, thông qua cửa sau đến gọi xe đến nhà tù. Jong-suk gặp Do Jang chỉ để lại USB và máy tính cho anh ta. Rồi anh một mình rời khỏi nhà lao. Mà nội dung trong máy tính chính là bằng chứng cô gái và đệ tử phản bội mình. Vì không để Do Jang ra tù, hắn ta thậm chí còn sai sát thủ vào tù. Đến đi, mà Jong-suk lúc này vốn muốn tiêu hủy camera giám sát với Bom Jae. Nhưng đúng lúc gặp Park Jae-yi về nhà, hai người rón ra rón rén trốn trong phòng băng nhóm xã hội đen. Nhưng không biết lúc này trong phòng có một người đàn ông đột nhập vào. Hai người trốn dưới giường run cầm cập sợ bị đối phương phát hiện. Do Jang vốn muốn trực tiếp bóp cò giết lão đại, nhưng đột nhiên anh ta thu súng lại. Hai người dưới giường lo sợ bị hai anh em họ giết không dám thở mạnh, nhưng anh ta vẫn vén ga giường lên. Ở Hàn Quốc giết một người sẽ bị phạt tù 20 năm, nếu hai mạng người sẽ bị phạt tù chung thân. Jong-suk run lẩy bẩy nói anh ta đừng làm như thế. Jong-jong cười khẩy chĩa súng vào đầu Jong-suk. Anh run rẩy cầu xin anh ta tha cho mình. Dù gì mình cũng là luật sư có ích cho anh ta. Do Jang nghe xong cảm thấy cũng có lý. Nếu đã như thế thì giết em trai Bom Jae là được rồi. Dù gì anh ấy cũng không có tác dụng gì. Lần này Jong-suk ngơ rồi. Lúc Do Jang chuẩn bị bóp cò Jong-suk nhanh nhẹn nói với đối phương. Một người xử lý xác chết thế nào cũng không thuận tiện. Hay là để anh em hai người họ đi xử lý. Như thế không chỉ ba người lên một thuyền cũng không có hậu họa sau này. Do Jang nghe xong cũng cảm thấy có lý. Sau đó Jong-suk và Bom Jae bó người chết thành đòn bánh trưng. Sau đó nhét vào trong xe đến bên vách đá mới đẩy thi thể xuống. Ngày hôm sau Jong định như thường lệ vào nhà lao thăm. Nhưng mới đăng ký được một nửa thì vò giấy thành cuộn. Anh đến tất cả các phòng không ngừng tìm kiếm gì đó. Bom Jae hỏi Jong-suk rốt cuộc đang làm gì. Nhưng nói mình thật sự không thể chịu được sự dày vò của nội tâm. Anh muốn đi tố cáo Do Jang. Đến đồn cảnh sát Jong-suk chần chừ mãi không xuống xe. Anh nhìn bức ảnh gia đình trong xe. Trong lòng cũng vô cùng lo lắng sẽ chịu sự báo thù của Do Jang. Chính vào lúc này, một cuộc điện thoại gọi đến. Anh hoảng rồi. Đến địa điểm mới phát hiện hôm qua vẫn còn là Do Jang ác ma. Hôm nay lại hòa mình với đám trẻ. Do Jang hỏi Jong-suk sao lại xuất hiện ở đồn cảnh sát. Anh cố giả vờ bình tĩnh nói tính chất nghề nghiệp của mình là như thế. Do Jang đưa một cái điện thoại cho Jong-suk và nói với anh chỉ cần điện thoại reo lên phải nghe. Jong-suk cho rằng Do Jang không tín nhiệm mình liền cầu xin anh ta bỏ qua cho mình. Tôi không ngu, vì tôi rất thích luật sư Hàn Quốc. Nhân cơ hội này chúng ta cùng đồng hành với nhau. So với những ngày tháng sống trong tù, cố vấn luật sư hay hơn nhiều. Đúng rồi, anh có cháu gái tên Min Huyên ha. Lần sau gặp mặt tôi sẽ cho tiền tiêu vặt. Từ hôm nay trở đi, tôi chính là chú của cô bé. Ngày hôm sau, suy đi nghĩ lại Jong-suk tìm đến Bom Jae. Anh còn định tổ chức một cái bẫy cho băng xã hội đen. Sau đó anh quyết định ra tay từ sòng bài của đối phương. Ngày hôm sau, Jong-suk gặp mặt Do Jang. Giả vờ mình định gia nhập tìm hiểu tình hình của nội bộ xã hội. Do Jang còn tưởng Jong-suk cuối cùng đổi ý rồi, lập tức đồng ý thỉnh cầu của anh. Rất nhanh dưới sự dẫn dắt của đệ tử, Jong-suk đã ngồi lên chiếc xe đen. Một mạch tiến thẳng đến sòng bài. Nhưng không ngờ trước khi lên xe anh và Bom Jae đã chuẩn bị sẵn mọi thứ. Nhưng vừa xuống xe không được bao lâu thì đệ tử xã hội đen đã dẫn anh lên thuyền. Anh hơi lo lắng tình hình làm thế nào để liên lạc được với em trai. Cuối cùng cũng đến đảo. Jong-suk phát hiện Do Jang đã sớm đợi ở đó từ lâu. Dưới sự dẫn dắt tham quan của tay sai, Jong-suk biết mình lần này đã đến đúng nơi. Sau đó anh viện lý do say xe đến một nơi hoang vắng truyền vô điện tín cho Bom Jae. Bom Jae nhận được tin tức lập tức không dám chậm trễ liền báo cảnh sát. Sau đó lập tức tìm chủ thuyền xin lên đảo. Lúc Jong-suk vốn tưởng cuối cùng có thể gỡ được tảng đá trong lòng này rồi. Trên đảo lại vang lên tiếng cảnh báo. Bất ngờ dân đánh bạc và người của xã hội đen thành một mớ hỗn độn. Mà Jong-suk nhân lúc hỗn loạn chạy đến nơi đã hẹn với Bom Jae. Không ngờ nhất cử nhất động của anh đã sớm bị Do Jang thu vào tầm mắt. Vừa tỉnh dậy anh cảm thấy dường như nhẹ nhõm hơn thường ngày. Anh vốn tưởng trên báo hôm nay sẽ có tin tức phá và bắt sòng bài. Kết quả cả một tờ báo không có chữ nào đề cập đến. Lần này ba lô của ban công truyền đến tiếng chấn động. Jong-suk chậm chậm lấy điện thoại ra. Đó chính là điện thoại của Do Jang. Vòng xoáy giới luật sự có bao nhiêu hắc ám. Anh là thuộc hạ dưới cấp làm việc chăm chỉ không phàn nàn suốt 10 năm. Chẳng qua chỉ là hy vọng mình có thể thành lập một công ty luật nhỏ. Lại phải chịu sự áp bức của đối phương. Anh cầu xin lãnh đạo có thể tha cho mình một con đường sống. Nhưng đối phương lại nói với anh. Quyết định của Hiệp hội Luật sư không phải là chuyện ông ta có thể làm được. Nhưng đến ngày hôm sau, lão đầu này đích thân đại diện phía luật sư chảm quyết anh. Lúc Jong-suk uống rượu với bạn lại nhớ đến chuyện này. Lee Seon-jo cũng cảm thấy bất công cho anh. Nhưng trước mắt còn có chuyện quan trọng hơn phải đối mặt. Hai ngày trước Jong-suk đang muốn đón vợ tan làm. Nhưng lại nghe được nhân viên trong siêu thị đang thảo luận về vợ mình. Cô nghe chuyện của Jung Hae-jang chưa? Chuyện gì? Vì tiền câu dẫn cửa hàng trưởng. Cô ấy không phải là người bị hại à? Cô tin những lời đó à?
Cô ta rõ ràng biết cửa hàng trưởng ở một mình còn đến nhà anh ta. Dong Su định đi nói lý với đối phương nhưng vợ lại đi qua. Anh không hiểu rõ ràng là cửa hàng trưởng muốn xâm hại nhưng bất thành. Sao lại thành vợ câu dẫn hắn ta? Cô lấy ra một văn kiện. Hóa ra cửa hàng trưởng đó vì báo thù hai người lấy tội danh tổn hại danh dự báo lên tòa án. Dong Su không ngồi yên được nữa. Nửa đêm anh đến dưới lầu nhà cửa hàng trưởng. Lúc anh chuẩn bị đánh nhau với tên khốn nạn này, thì bảo vệ của tiểu khu này lại phát hiện ra hai người. Sau đó Dong Su bị bắt vào đồn cảnh sát. Mãi đến sáng ngày hôm sau, anh còn tưởng mình có thể về nhà. Nhưng anh lại phát hiện tất cả đồng nghiệp cũ đều đến đây. Người đàn ông nói với Dong Su, mình là luật sư của cửa hàng trưởng đại diện ở tòa. Dong Su thấy thái độ của anh ta kiêu ngạo liền lao vào đánh. Dù gì lúc đầu mình bị phạt có liên quan đến tên lãnh đạo và con chó bám đuôi trước mặt. Nửa đêm Dong Su thức trắng đêm bắt đầu ra sức nghiên cứu luật pháp, hy vọng có thể trên tòa thắng được vụ kiện này. Nhưng công ty luật dưới trướng lãnh đạo là cơ cấu luật sư đứng đầu Hàn Quốc. Lúc anh cau mày sầu não, một vị khách lại đến thăm, mà anh ta chính là Đô Răng. Lần này khiến Dong Su bị dọa sợ một phen. Mấy ngày trước Đô Răng dẫn anh đến một nơi riêng tư, vì chuyện trên hòn đảo trước đó khiến Đô Răng nảy sinh nghi ngờ với anh. Đệ tử dẫn bơm dê đến máy chém ý đồ muốn khiến anh nói ra chân tướng. Nhưng anh xuất thân từ luật sư sao có thể dễ dàng như thế? Chuyện thế này ở sòng bài không phải là lần đầu. Đúng, mùa đông năm ngoài các người chỉnh đốn mấy lần rồi. Tại sao chứ? Đến hôm nay đã chặt mấy chục ngón tay rồi. Không đúng, mấy trăm chứ. Bao lâu một lần? 3 tháng, 4 tháng. Sau này cũng sẽ tiếp tục chuyện như thế này. Cho dù chặt hết ngón tay vẫn là chặt hết ngón tay. Vẫn là xảy ra chuyện. Làm như thế có tác dụng gì? Sẽ dừng lại được ư? Thì làm sao? Anh muốn nói gì? Cần thủ thuật. Có thể khiến sự nghiệp tiếp tục phát triển, thủ thuật của nền tảng. Chuyện này thật ra Đô Răng cũng suy nghĩ lâu, nhưng vẫn luôn không có cách nào hay. Dong Su thấy vậy nói với anh ta, chi bằng chuyển người đánh bạc ngoại tuyến lên online. Như thế không chỉ đảm bảo sự an toàn của công nhân còn thuận tiện chạy thoát. Đô Răng càng cảm thấy có hứng thú, lập tức ngầm thừa nhận ý kiến của Dong Su. Chính vào lúc này, đàn em dẫn đến một người đàn ông, và nói chính là người này ngày đó đã báo cảnh sát. Dong Su thấy vậy cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng lúc này, Đô Răng lại lần nữa đến thăm. Lẽ nào anh ta phát hiện chuyện ngày đó còn có ẩn khúc? Nhưng Đô Răng lại nói anh ta biết chuyện của công ty luật đối xử với anh. Thuộc hạ không lâu trước đây đã thông qua thủ đoạn đặc biệt, dẫn các luật sư đó đến khách sạn massage. Về phần thắng Dong Su có thể hạ gục đối phương, vẫn là do phía xã hội đen toàn quyền quyết định. Ngày hôm sau, sáng sớm Dong Su đã đến tòa đợi mở tòa. Vô dĩ kiên trì tâm niệm rằng Đô Răng sẽ thả tên luật sư đó ra. Nhưng lúc này đồng nghiệp ở công ty luật cũ lại đang cười nhạo sau lưng anh. Người nói không để ý, người nghe để ý. Dong Su đến nơi không người gọi điện thoại cho Đô Răng. Giam hắn ta rồi chứ. Không chỉ là vụ kiện lần này khiến hắn ta đến tư pháp cũng không tham gia được. Triệt để giúp tôi xử lý. Cuối cùng, phiên tòa không ngoài dự đoán trở thành kiện tụng bồi thường. Dong Su ra tòa cũng lần đầu tiên cảm nhận được sự vui vẻ vô đối. Dường như anh cũng bắt dần dần hưởng thụ sự thuận tiện này. Luật sư Han, trời đẹp thế này, đi ăn cá đi. Không phải đại ca xã hội đen nào cũng giống nhau. Lão đại xã hội đen đối địch vì phá hỏng sòng bài của Seo Đô Răng, cho rằng chỉ cần nói câu xin lỗi con như bỏ qua chuyện này. Nhưng thuộc hạ của Đô Răng lấy ra một tờ hóa đơn. Anh ta thấy số tổng trước mặt lại là 10 tỷ liền không vui. Nhưng Đô Răng chỉ chậm chậm đi về phía anh ta. Anh ta chỉ đến năm, nếu không trả tiền thì đổi bằng ngón tay. 54321. Thả tôi ra, chết tiệt. Cứ như thế hắn ta sảng khoái gọi điện thoại yêu cầu lập tức chuyển khoản. Buổi tối, Đô Răng tìm đến Dong Su, hy vọng anh nhanh chóng có thể mở rộng việc kinh doanh sòng bài online. Dù gì đánh đánh giết giết cũng không kiếm được bao nhiêu tiền. Dong Su thật ra cũng vô cùng cảm kích vì chuyện này. Nhưng anh vẫn nói với Đô Răng mình có yêu cầu nho nhỏ. Sau khi chuyện này kết thúc, chúng ta cũng kết thúc. Sau khi nhận tiền xong, tôi sẽ rời khỏi đây. Vì thế hy vọng anh đồng ý với tôi. Không được tìm tôi và người nhà tôi nữa. Tôi chỉ muốn như thế mà thôi. Đô Răng không nói quá nhiều, chỉ uống một hớp rượu. Đến ngày hôm sau, Dong Su bắt đầu thực hiện kế hoạch điều chỉnh sự nghiệp xã hội đen. Ngoại trừ kinh doanh ngoại tuyến, nhóm Hắc Bàn phân thành 4 bộ. Bộ phận đầu tiên dùng để tiến hành đổi tiền và hệ thống lên tổng bộ của quản lý. Bộ phận thứ hai là quản lý tài khoản đen và chuyển khoản cũng như thu rút tiền. Bộ phận thứ ba tiến hành tuyên truyền và tập hợp tổng đại lý hội viên. Bộ phận cuối cùng lại dùng mạng lưới ngoại tuyến thu hút người tiêu dùng, đồng thời còn nhắm vào cơ sở phân phối giao dịch ngoại tuyến. Lúc này, tên đệ tử đưa ra nghi vấn. Quy định thương gia trò chơi online bây giờ giới hạn mua là 300.000 tiền xu. Nếu vượt quá mức giới hạn làm thế nào để rửa tiền nhiều hơn? Lúc này, Dong Su lấy ra một danh sách. Bên trong lại có vô số thông tin cá nhân. Dùng cái này có thể đăng ký hàng trăm hàng nghìn tài khoản để giao dịch. Dong Su vừa nói xong thì hắn ta không cảm thấy vui, chỉ duy nhất Đô Răng mặt không cảm xúc. Kết thúc cuộc họp, Đô Răng tìm đến Dong Su. Anh ta cảm thấy không thể đợi tiếp được nữa, nếu đã làm phải lập tức bắt đầu. Dong Su không hiểu vì sao phải gấp như thế. Lúc này Đô Răng mới nói ra sự thật. Sòng bài từ trước đến nay anh vẫn luôn kinh doanh. Thật ra đều có một thương nhân tên là Moon Sang-guk làm chủ. Nhưng bây giờ anh ta mất đi sự tín nhiệm của ông lớn này. Nếu muốn có được nhiều tiền hơn phải tự lực hơn.
Nếu không thì không chỉ hai người mất mạng mà đến băng nhóm của biến mất. Dù gì phía sau ông ta cũng có tổng thống tương lai chống lưng. Sáng sớm ngày hôm sau, nhóm người xã hội đen tụ tập ở văn phòng, liên tục nhìn vào máy tính quan sát số liệu. Lúc này Bơm Jay và nhân viên lập trình đột nhiên phát hiện ra âm thanh kinh ngạc, dường như máy tính phát ra cảnh báo. Đô Giang không hiểu thứ mạng xã hội nãy đã xảy ra chuyện gì, nhưng Jong Su cũng gà mờ không biết giải thích thế nào. Nhân viên lập trình thấy vậy lập tức giải vây, nói vì đăng tài khoản quá nhiều dẫn đến thiết bị phục vụ ngừng hoạt động. Nay lập tức mọi người vui vẻ trở lại. Đô Giang cũng có niềm tin vào tương lai của sự nghiệp online. Mà ban đêm lúc sòng bài vẫn đang hừng hực khí thế, đột nhiên mấy chiếc xe đen xông vào. Người đến chính là thuộc hạ của Đô Giang. Vì sự thành công của băng nhóm trên online, Đô Giang bắt đầu thanh trừng sòng bài của Moon Sang-wook trước đây. Trong khi đó, Jong Su ở nhà chuẩn bị nghỉ ngơi, lúc này lại nhận được một tin nhắn. Anh đến bãi đậu xe mở cốp xe, đó lại là một vali đầy tiền. Đồng thời trên đó còn có một chiếc chìa khóa của xe hơi. Tôi nhận được quà rồi, nhưng hình như thiếu gì đó. Là phần thưởng. Ở Hàn Quốc nếu tống đại ca xã hội đen vào tù là chuyện dễ như trở lòng bàn tay. Nhưng nếu động đến luật sư của họ thì đó chính là đối đầu với gia tộc xã hội đen. Mấy ngày trước, theo sự phát triển nhanh chóng của sự nghiệp đánh bài online, anh ta cũng đã thực hiện được ý nghĩa thật sự của kinh tế độc lập. Đô Giang có thể trước mặt của Moon Jae-bun đã từng là chống lưng của mình, vượt cấp nhảy vọt lên vị trí người ứng cử tổng thống. Ông ta vốn muốn dẫn Đô Giang đến hành lang dạy dỗ, nào ngờ Đô Giang nhận từ thuộc hạ mấy hộp tiền tham ô, trực tiếp vứt lên đất, coi như là trả lại cổ phần mà ông ta đầu tư vào. Ông ta sao mà trôi được cục tức này. Ngày hôm sau, ông ta liền tìm đến người bạn bàn bạc làm thế nào để lật đổ Đô Giang, mà người này chính là lãnh đạo cũ của Jong Su. Rất nhanh họ đã tìm đến tên tay sai phản bội Đô Giang, uy hiếp anh ta lựa chọn thỏa hiệp, bắt đầu tiến hành dẫm lên mạng của Đô Giang. Nhưng nghiệp vụ đã sâu hơn một bước, anh ta không thể nào lấy được. Sau đó hắn ta tiến hành báo cáo mạng. Cảnh sát cũng rất nhanh áp dụng hành động này. Nhưng dưới sự khống chế của Jong Su, dường như mỗi bước đều nhận được tin tức. Đô Giang có chút lo lắng chuyện ở đây sẽ bị bại lộ. Nhưng Bơm Jae có máy phục vụ có trình tự tiến hành thao tác. Đợi sau khi máy phục vụ đóng xong, Jong Su đưa ổ cứng số liệu cho tay sai chuyên nghiệp mang đi. Sau đó ra lệnh cho tất cả thành viên mạng đổi cảnh, lần nữa kéo dài thời gian thả các thành viên đi. Dưới hàng loạt thao tác như thế, cảnh sát chỉ có thể bắt một mảnh trống không. Nghiệp vụ đánh bài online lần này cũng đã kết thúc êm đẹp. Ngày hôm sau, Đô Giang đến tìm Jong Su. Anh ta biết cảm ơn thế nào cũng không đủ, liền ra lệnh cho đệ tử mang đến một chiếc dương màu đen. Đây là gì? Tiền nghỉ hưu của anh. Thượng lộ bình an. Ngay lập tức Jong Su có chút ngạc nhiên. Anh không ngờ xã hội đen thật sự thả anh đi, thậm chí còn cho anh một dương tiền. Rất nhanh Đô Giang đã bắt được tên tay sai phản bội đó. Vốn định lần này trực tiếp tiễn hắn ta lên Tây Thiên. Trước khi chết, tên tay sao lại vội hét ra tên Han Jong Su. Đô Giang có chút kỳ lạ. Hắn ta nói ô dù của mình đã chuẩn bị sẵn người ngựa, chuẩn bị tiêu diệt cánh trái cánh phải của Đô Giang và Jong Su. Nửa đêm, Jong Su đã điền xong tất cả thông tin di cư. Ngày mai anh sắp rời khỏi nơi này rồi. Nhưng lúc anh về nhà thì phát hiện hình như có xe đang theo dõi. Jong Su trốn vào một con hẻm. Đến khi đối phương xuất hiện, anh mới hỏi đối phương Đô Giang liệu có muốn giết người diệt khẩu. Chúng tôi nhận được tình báo, Moon Sang-wook và Song Jong Chang đang nhắm vào anh. Cũng nắm bắt được hành động hướng đi của nhóm gia tộc. Nhưng như thế mục tiêu của họ có lẽ không phải là anh. Jong Su lập tức cảm nhận được điều gì đó không tốt, chuẩn bị đến bên cạnh mẹ. Nào ngờ bên trong sớm đã bị người ta phóng hỏa. Lúc anh đến, mẹ đã sớm được đưa lên xe cấp cứu. Nhưng bà hít phải khí độc đã hơi thở thoi thóp. Bà không ngừng nhắc nhở hy vọng có trai có thể có một cuộc sống giàu có. Cuối cùng bên cạnh Jong Su, bà đã nhắm chặt hai mắt. Khoảng khắc này, anh chết lặng rồi. Rất nhanh cả nhà đã làm đám tang cho mẹ. Nhưng vợ nói bên ngoài hình như xảy ra chuyện gì đó. Jong Su đi ra mới phát hiện bên ngoài linh đường đã được ai đó đặt đầy vòng hoa. Mà đây chính là tâm ý của Đô Giang. Ngày hôm sau, Jong Su tìm đến lãnh đạo cũ của mình Song Jong Chang. Anh không nói hai lời muốn bóp chết anh ta. Vì chính Song Jong Chang và Moon Sang-wook đã hại chết mẹ anh. Lúc này tiếng chuông của một chiếc xe đạp khiến anh tạm thời khôi phục lại lý trí. Lúc này anh mới tha cho mạng chó của ông ta. Không lâu sau, Jong Su đến tìm Đô Giang. Lời lần trước anh nói còn tính không? Anh lật đổ Moon Sang-wook, tôi lật đổ Song Jong Chang. Vốn dĩ cảm thấy chuyện này rất nực cười nhưng bây giờ tôi muốn thử. Anh tháo mắt kính đẹp trai hơn nhiều ha. Đừng bao giờ thử chọc giận một luật sư. Nếu kẻ đó đã để lộ bản tính của mình, vậy thì cái thế giới tràn ngập tội ác này sẽ phải chịu nỗi đau kinh hoàng hơn. Thấy mặt nước lặng, Jong Su quyết định vớt người đó lên. Đô Giang không hiểu lắm nhưng vẫn làm theo. Tối đó, Jong Su đến gặp Đô Giang, hỏi về chuyện của Moon Sang-wook và Song Jong Chang. Đô Giang bảo thật ra quan hệ của hai người đó cũng giống như của mình. Moon Sang-wook lên kế hoạch vì chuyện không thể thắng lợi, còn những chuyện dơ bẩn kia có Song Jong Chang xử lý. Jong Su hơi lo rằng hai người sẽ không làm được. Đô Giang bảo anh khi ấy bị ép tới đường cùng, chỉ dựa vào ý chí được thôi. Vậy nên Đô Giang phái đàn em đi ngay trong đêm, cướp sạch công ty buôn lậu của Song Jong Chang. Sau đó ngụy trang thành nhân viên công ty ông ta, mang tất cả đồ đến trước văn phòng luật của Moon Sang-wook. Cảnh sát nhanh chóng chặn khu vực này lại.
tin tức cũng bắt đầu đưa tin liên quan đến Moon Sang-woo, mà Song Jong-chang cũng bị đưa ra đầu chiến tuyến. Ông ta đành phải bảo phóng viên mình bị hãm hại, sau đó xoay người bỏ đi. Jong Su nhanh chóng dẫn một đám người tới đồn cảnh sát. Chúng tôi đến tự thú về vụ cháy viện dưỡng lão Sinam. Bị cảnh sát lặng hỏi, những tên đàn em của Song Jong-chang thừa nhận mọi chuyện, nghe lời sai bảo của ông ta nên đã đốt viện dưỡng lão. Mà lúc này Song Jong-chang cũng bị tạm thời nhốt trong phòng thẩm vấn. Jong Su đến gặp ông ta, nhắc tới vụ cháy. Song Jong-chang vẫn cứ dửng dưng chẳng sợ. Nhưng khi Jong Su lấy vật chứng ra, anh nói với ông ta buôn lậu chỉ là tội nhẹ, nhưng phóng hỏa giết người thì tù chung thân. Song Jong-chang hãi lắm, nhưng không ngờ lúc này Jong Su lại nói với ông ta, nếu khai bị Moon Sang-wook xúi giục thì chắc vẫn cứu được. Nói xong, Jong Su đi khỏi đây trước. Đến tối, Jong Su và Do Jang lại gặp nhau. Cảnh khốn đốn của Song Jong-chang khiến Do Jang muốn nhân cơ hội thu mua lại công ty vận chuyển mới của ông ta. Dường như hai người đang cách kế hoạch chia cắt hai lão già kia ngày càng gần. Nhưng lúc này báo đài lại đưa tin Song Jong-chang chợt đổ bệnh nặng, tạm thời không bị bắt giam được. Nào ngờ bây giờ phòng bệnh lại phải đón một vị khách không mời mà đến. Jong Su cũng nói thẳng, giám đốc có tin Moon Sang-woo không? Cậu tin tưởng Do Jang nên mới đứng về phía nó à? Tôi biết lúc nào mình cũng coi Moon Sang-woo như công cụ, nhưng ông ta cũng chẳng khai tôi ra được. Moon Sang-woo thề rồi mà. Ông ta chỉ hứa không khai ông ra thôi chứ đâu nói sẽ cứu ông. Song Jong-chang trầm ngâm. Jong Su lấy một bức ảnh ra. Đó chính là cánh tay đắc lực của ông ta và Moon Sang-woo. Chứng cứ buôn lậu và âm mưu bán tháo đi để tham ô. Jong Su thấy thế bèn dự đoán Moon Sang-woo sẽ cản trở ông ta. Song Jong-chang vẫn chưa hoàn hồn. Lúc này, Jong Su xoay người bỏ đi. Vừa tới thang máy, anh đã thấy một gương mặt quen thuộc. Anh ta mở phòng bệnh Song Jong-chang ra. Lúc này ông ta không nén nổi cơn giận. Thấy bức ảnh trong tay Song Jong-chang, tên đàn em lao thẳng lên luôn. Đúng lúc này, Jong Su sộc vào, ngăn tên kia lại. Nhưng Jong Su yếu đuối không phải đối thủ của hắn. Đúng lúc nguy cấp, tên kia bị đập cái cốc thủy tinh vào đầu. Moon Sang-woo đang định liên lạc với tên đàn em, hỏi chuyện đến đâu rồi. Nào ngờ tiếng chuông điện thoại lại vang lên từ cốp sau. Mà bên trong, tên này đã chẳng động đậy nữa. Sáng hôm sau, Song Jong-chang mở một cuộc họp báo. Ông ta phát đoạn ghi âm Moon Sang-woo sai bảo mình đi đốt viện dưỡng lão. Mà Do Jang thì thỏa mãn đứng nhìn. Các cụ có câu gần vua như gần cọp. Dù là ông trùm xã hội đen nắm quyền một vùng, một khi đã có dã tâm với đồng bọn thì có thể trừ khử kẻ kia bất cứ lúc nào. Cậu gặp Moon Sang-woo chưa? Mấy hôm trước, vì đoạn ghi âm của Song Jong-chang, văn phòng luật của Moon Sang-woo cũng bị thanh tra xuống kiểm tra. Jong Su cũng mở cuộc họp báo ngay trong tình hình này, vạch trần bộ mặt thật của Moon Sang-woo. Moon Sang-woo từng đứng trên đỉnh cao nay lại như con chú nhà có tang trong chốc lát, còn Jong Su thì lại như không liên quan đến mình. Cả cuộc sống và sự nghiệp đều phát triển. Hôm sau còn đi chọn trang sức cho vợ, coi như nói lời tạm biệt với ngày tháng nghèo hèn trước đây. Hôm sau, Jong Su đang tham gia một cuộc họp của văn phòng luật, đại diện văn phòng luật lớn thứ hai toàn quốc, cũng nhân cơ hội này đưa danh thiếp. Jong Su còn định giả vờ bình tĩnh, nhưng người bạn thì lại cố thuyết phục anh. Anh không còn là Han Jong Su của ngày xưa nữa, có tiếng tăm, có năng lực, đúng là hoàn hảo. Anh cứ cân nhắc đi, bây giờ hợp mở văn phòng luật lắm đấy. Trên đường về công ty, Jong Su cũng cảm nhận được cảm giác đứng trên tất cả. Nhưng khi anh vào phòng thì thấy tất cả nhân viên đều ngồi trước máy tính, thao tác khống chế. Anh nhất thời bất mãn với Do Jang. Anh nhanh chóng tới văn phòng. Jong Su phàn nàn về việc ở dưới tầng. Dù sao thì họ thiết lập ra quán net chỉ là để gây nhiễu loạn đầu mối của cảnh sát. Nếu như trở thành sòng bạc thật thì kết cục rõ rành rành. Do Jang chẳng tức giận, chỉ gật đầu bảo anh ra ngoài. Jong Su thấy được tôn trọng, thỏa mãn bỏ đi. Không hề biết lúc này Do Jang đã có ác cảm, bởi vì không lâu trước anh từng đi thăm tù Song Jong Chan. Cẩn thận Han Jong Su, cậu ta không phải người bình thường đâu, sớm muộn gì cũng tới lượt cậu. Lúc này Do Jang nghĩ lại lời lão ta nói, lòng cũng đã có dự tính. Cùng lúc này, con trai Moon Sang-woo mua chuộc cảnh sát, mong rằng họ có thể điều tra vụ án người tình và đàn em mất tích của Do Jang để giải quyết tình cảnh ngặt nghèo của bố mình. Khi cảnh sát đến điều tra chuyện người tình mất tích, định ra đòn phủ đầu với Do Jang, Jong Su chợt xuất hiện ở đây. Còn vị cảnh sát kia biến sắc ngay. Anh ta không thể ngờ một luật sư như vậy lại là trợ thủ của trùm xã hội đen. Jong Su chẳng nói gì nhiều. Hai cảnh sát kia đành biết điều đi khỏi đây. Nhân cơ hội này, Jong Su cũng cảnh cáo Do Jang, chuyển thi thể đi càng sớm càng tốt. Nhưng Do Jang chẳng thèm để tâm mà còn thong dong uống rượu. Jong Su hơi nổi đóa. Tôi xin lỗi. Jong Su biết lời mình nói khi nãy hơi động chạm Do Jang. Trong lòng anh dường như có suy tính khác. Nào ngờ đến tối, Do Jang đi gặp một người quen cũ, mà đó chính là kẻ địch của Jong Su, Moon Sang-woo. Do Jang không hiểu mục đích ông ta gặp mình lắm. Moon Sang-woo nói với anh, chỉ cần hai người hợp tác với nhau, vậy sẽ không chỉ thao túng được giới chính trị Hàn Quốc, thậm chí còn có thể đứng trên pháp luật. Ông muốn làm gì? Han Jong Su. Đêm khuya, Jong Su lại tới gặp Do Jang, mong rằng anh ta chú ý tới chuyện của Moon Sang-woo hơn. Do Jang hỏi ngược lại anh có cách gì hay. Moon Sang-woo, giết lão ta đi. Do Jang nhìn Jong Su với vẻ âm trầm. Sau khi anh ra về không lâu,
Đô Giang cũng tính toán xem nên chọn lựa thế nào. Lúc này Jong Su đã về nhà, vừa đỗ xe xong thì một đám người đã trùm bao tải anh. Lúc thấy lại được ánh sáng, anh đã bị đưa tới chỗ Đô Giang. Jong Su nhát gan, cứ xin lỗi Đô Giang liên tục. Nhưng lúc này có một người đàn ông đằng sau lưng anh. Moon Sang-gu cứ tưởng lần này Jong Su khó mà thoát được. Nào ngờ Đô Giang bảo ông ta ngồi xuống. Sau đó tiện tay thả con dao, cắm phập xuống đất. Kẻ sống sót được chính là người anh ta sẽ hợp tác cùng. Con cáo già Moon Sang-gu lấy vậy vội vàng nhặt dao lên, định lao lên giết Jong Su. Nhưng chung quy thì sức trẻ vẫn quá mạnh. Jong Su vẫn chiếm được kèo trên. Anh đẩy cánh cửa container ra, cứ đứng trong mưa. Lúc này Đô Giang đến bên cạnh anh, giơ tay phải ra. Tuy Jong Su thấy bất mãn nhưng cũng không thể hiện ra được. Bây giờ chúng ta là đồng minh thật sự. Một luật sư vô danh chỉ mất chưa đến một tháng để mở văn phòng luật riêng. Đủ loại khách hàng ngày xưa bây giờ trở thành những chính trị gia quyền lực. Mà tất cả đều nhờ vào sự trợ giúp của Đô Giang. Lúc này Jong Su đã thành đồng minh thật sự. Anh chợt tò mò về ân oán giữa Đô Giang và trùm một băng đảng. Đô Giang cũng chẳng giấu giếm, bảo rằng mình rất ghét những kẻ ăn hại. Vậy nên khi đại ca suy yếu, đã giành lấy Giang Sơn. Jong Su nghe xong, chợt nhớ lại cuộc gặp Song Jong Chang trong phòng thẩm vấn. Ông ta cảnh cáo anh hợp tác với Đô Giang là tự mình hại mình. Hôm nay, nghe được mọi thứ Đô Giang nói, lòng Jong Su cũng có tính toán riêng. Chưa về được bao lâu, Jong Su đã đến một nơi bí mật, mà người đàn ông này chính là kẻ thù truyền kiếp của băng đảng, là trùm của một băng khác. Jong Su hiểu đạo lý kẻ thù chính là bạn. Giao dịch với tôi đi, tôi sẽ cho cậu tất cả bất động sản mình có, nhưng mà cậu phải trừ khử Đô Giang. Tên trùm nghe xong thì phá lên cười. Rõ ràng hắn đang nghĩ Jong Su đùa. Mấy năm nay, hắn phái rất nhiều người đi ám sát Đô Giang. Bây giờ không chỉ trở thành một bang phái không ra bang phái, đến tinh thần cũng trở nên rượu dã. Hắn đã tính xong chuyện rời khỏi Hàn Quốc rồi. Nhưng Jong Su chợt bảo mình có cách xử được Đô Giang. Hôm sau, anh bèn tổ chức buổi động viên các nạn nhân, nói sẽ đòi lại công bằng cho những người dùng app đánh bạc chịu thiệt. Nhưng lúc này, Bom Jae chợt tới gặp anh. Bom Jae không hiểu sao Jong Su lại phải giúp các nạn nhân. Anh còn tưởng lương tâm của anh trai mình trỗi dậy. Nếu đã vậy thì chi bằng xong chuyện hãy rời khỏi đây. Nhưng Jong Su lại do dự. Không phải vậy. Anh muốn làm thế, đó là lựa chọn của anh. Cái phần mềm này vốn là của anh. Anh làm đấy, anh cố tình đấy. Nhưng Đô Giang, Bom Jae nhất thời không nhận ra đây là anh mình. Cùng lúc ấy, Đô Giang điều tra được vài tấm ảnh. Hóa ra nhất cử nhất động tối qua của Jong Su đều bị lũ đàn em theo sát. Tối đó, Đô Giang hẹn Jong Su đến quán ăn để gặp. Nhưng lúc mở cửa, Jong Su sững người. Tên trùm kia cũng bị mời đến đây. Đô Giang vô tình hỏi về chuyện hai người gặp nhau. Jong Su cũng chẳng giấu, nói luôn là xử lý vấn đề tài sản. Chuyện này làm tên trùm quay sang nhìn. Đô Giang nghe xong mới thu mũi rủi lại. Sau bữa tiệc, tên trùm kia nhắn tin cho Jong Su. Hiển nhiên là hắn ta từ chối, còn bảo Jong Su đừng gặp mình nữa. Tối đó về nhà, Jong Su đụng mặt vị cảnh sát kia. Jong Su không muốn nói gì nhiều, định bỏ đi. Nhưng lúc này cảnh sát lại nhắc đến Bom Jae. Điều này đã chọc vào sự nhẫn nại của anh. Cảnh sát bảo Jong Su bây giờ Bom Jae khó dây vào hơn anh nhiều. Sau đó bèn bỏ đi. Jong Su hơi khó hiểu, đi tìm Bom Jae, hỏi anh có phải anh gặp cảnh sát rồi không? Anh đến vì chuyện này à? Ừ, em gặp cảnh sát rồi. Gì cơ, em không chịu nổi việc anh làm nữa. Vậy nên định đến đồn cảnh sát khai ra tất cả. Gặp nhau xong em nói gì rồi? Chỗ Đô Giang xử lý thi thể, thêm cả kiếm tiền phi pháp nữa. Đúng thế, em cũng chẳng trong sạch gì. Nhưng anh lại định tống tiền những nạn nhân kia sao? Anh là sát nhân hay gì? Thế là rốt cuộc kẻ đó nói gì? Sao anh lại phải làm vậy? Quay về vị trí ban đầu là được rồi mà. Tại sao anh lại phải đi lừa đảo? Tại sao? Jong Su lườm Bom Jae một cái rồi đi mất. Nhưng Bom Jae lại mong anh mình trở lại như trước. Hôm sau, anh tới gặp Đô Giang, mong rằng Đô Giang có thể cho anh mình đường sống. Nếu không phải kẻ đã sát hại Moon Sang-woo, thì anh mình cũng sẽ không làm nữa. Đô Giang nghe vậy thì bật cười. Bom Jae không hiểu lắm. Nhưng Đô Giang lại hỏi anh rốt cuộc Jong Su đã bị gì. Sau đó bèn bỏ đi. Tối đó, Bom Jae vừa về đến nhà, cảnh sát đã tới gặp. Họ nhanh chóng phát hiện ra thứ gì đó trong một phòng kho, mà đó chính là thi thể của Moon Sang-woo. Bom Jae nhất thời trở thành kẻ tình nghi một vụ án nghiêm trọng. Jong Su hay tin thì vội vàng đi cứu em mình. Nhưng lúc này anh lại nhận được cuộc gọi của Đô Giang. Thằng khốn nạn, rốt cuộc mày đã làm gì? Thế nên là sao anh phải làm vậy chứ? Làm xong chuyện tôi bảo anh làm là được rồi mà. Tao thì làm sao? Nhưng chuyện mày bảo tao đã làm hết rồi. Anh làm tôi thất vọng quá. Thời gian này thích lắm, chúng ta dừng hợp tác tại đây thôi. Nếu trùm xã hội đen không có dã tâm muốn trở thành doanh nhân, vậy thì sớm muộn gì anh luật sư cũng có được vị trí ông trùm. Bởi vì mấy hôm trước, em của Jong Su bị tình nghi giết người, bị bắt lại. Jong Su là anh trai, cũng chỉ có thể dặn em giữ yên lặng. Chớp mắt cái, Jong Su đã tới gặp hàng xóm nhà bên nhờ giúp đỡ. Để cứu Bom Jae, Jong Su đẩy mọi trách nhiệm lên đầu Đô Giang. Nhưng cảnh sát lại nói trừ khi có chứng cứ xác đáng hơn, nếu không sẽ không có lý do để bắt giữ. Hết cách, Jong Su đành phải khai ra.
chuyện thi thể của tình nhân và đàn em Đô Giang khi xưa. Nơi giấu thi thể chính là trong hồ nước trong biệt thự của Đô Giang. Cảnh sát nghe xong thì rất kinh ngạc. Vậy nên hai người thương lượng, Dong Su sẽ phá bỏ hệ thống bảo vệ của biệt thự, còn anh cảnh sát sẽ nhận việc đi tìm thi thể. Cùng lúc này, Đô Giang cũng ra nhiệm vụ cho đàn em, chuẩn bị xử lý gọn gẽ băng đảng đối lập, nhưng không ngờ rằng lại trống không. Khi tên đàn em chuẩn bị gọi điện cho Đô Giang để báo cáo, lúc này tên trùm bước từ chỗ kín ra, nhìn tên đàn em của Đô Giang người toàn vết thương, hắn còn châm chọc đã đứng nhầm phía. Còn Đô Giang ở nhà thấy đàn em mãi không báo tin bèn gọi điện, nào ngờ băng địch đã cho phe mình đổ máu. Đô Giang biết có thể lũ đàn em đã bị gì rồi, vậy thì lúc này anh cũng lành ít dữ nhiều. Sau đó anh bèn bước tới căn phòng bên cạnh, mà lúc này trong biệt thự có một toán người mặc áo đen đột nhập vào. Lúc họ định bao vây Đô Giang thì anh ta đã dự đoán được dự đoán của họ. Lúc này cảnh sát đang thu thập chứng cứ bên ngoài, bỗng nhiên nghe thấy trong nhà có tiếng hét. Khi anh đi vào, Đô Giang đã giết người rồi. Đúng lúc anh cảnh sát không có chứng cứ bắt Đô Giang, nào ngờ bây giờ lại bắt tận tay. Anh vốn định hỏi về chuyện giấu xác dưới hồ. Đô Giang chợt ngừng một lát rồi châm chọc anh đứng về phía Dong Su. Khi anh cảnh sát còn thấy ngờ vực, một kẻ mặc áo đen lao vào từ sau lưng anh. Tuy anh cảnh sát dùng chút sức lực cuối cùng để giết kẻ kia, nhưng chính anh cũng hy sinh vì bị thương quá nặng. Đô Giang thấy vậy thì biết không thể ở lại đây lâu, băng bó bụng mình thật cẩn thận rồi rời khỏi đây ngay trong đêm. Đô Giang không thể ngờ được mình từng vẻ vang đến thế, nay lại rơi vào bước đường này. Đô Giang mất vị thế, Dong Su cũng được lên chức thành công. Anh đã cấu kết với nghị viên quốc hội từ lâu rồi, đến cục trưởng cục cảnh sát cũng phải nể. Cứ vậy, hôm sau Bom Jae được thả với lý do không đủ chứng cứ. Anh vốn định đi hỏi anh cảnh sát về tiến triển mấy hôm nay, nhưng cảnh sát đưa anh đến bàn làm việc, trên đó chỉ còn một bó hoa trắng. Dong Su vô cùng vui vẻ đến đón Bom Jae về. Nào ngờ Bom Jae bỗng dưng nổi giận. Sao anh lại làm vậy được? Anh ấy là người muốn giúp chúng ta, vậy mà anh. Chúng ta đừng gặp nhau nữa. Chẳng lẽ em định để anh tận mắt nhìn em bị bỏ tù à? Bắt xeo Đô Giang thì em mới có đường sống, em thì làm được gì? Tức là em vẫn phải cảm ơn anh chứ gì. Đã có người chết vì em rồi. Đừng lấy em là cái cớ, tất cả là tại anh mà. Em cứ tưởng anh thành ra như vậy là vì xeo Đô Giang, nhưng mà hình như là không phải. Không lâu sau, Bom Jae đến cục di dân. Anh muốn rời khỏi chỗ thị phi này thật sớm, bắt đầu cuộc sống mới. Khi anh về nhà chuẩn bị thu dọn hành lý, một bóng người chợt xuất hiện trong nhà. Xeo Đô Giang, sao mày đến được đây? Mày chưa biết được tội lỗi của thằng anh mày phải không? Mà lúc này Dong Su bận rộn cả ngày, đang chuẩn bị tan làm. Anh nhận được điện thoại của Bom Jae. Dong Su tưởng rằng em mình đã thay đổi suy nghĩ. Nào ngờ đầu bên kia truyền tới giọng của Đô Giang. Dong Su biết có chuyện chẳng lành, vội vàng nghe theo lời Đô Giang, đến một cái xưởng cũ. Trước khi đi vào, anh cầm theo một khẩu súng. Khi anh chuẩn bị cứu Bom Jae thì Đô Giang lao từ bên cạnh ra, đâm Dong Su liên tục. Dong Su ngã ra đất, cứ cầu xin Đô Giang tha cho em mình. Nhưng Đô Giang chẳng quan tâm. Mình đã rơi tới bước đường này vì Dong Su. Đô Giang cũng muốn anh thử cảm giác mất đi tất cả. Nói xong bèn bước về phía Bom Jae. Khi Đô Giang chuẩn bị ra tay, Bom Jae sắp bị Đô Giang bóp chết, nhưng anh vớ được một thanh sắt, đâm vào lưng Đô Giang. Đô Giang đau quá, nhất thời không động đậy nổi. Nhân cơ hội này, Dong Su chộp lấy khẩu súng. Thằng chó, mày đã làm hỏng tất cả. Thấy Đô Giang đã không còn động đậy nữa, Dong Su vội vàng đến bên Bom Jae. Nhưng vì mất máu quá nhiều, Bom Jae cũng qua đời. Dong Su đau đớn, không biết từ trước đến nay mình đã làm đúng hay sai. Anh cầm khẩu súng bên cạnh lên, thậm chí muốn kết liễu bản thân mình. 3 năm sau, Han Dong Su lúc này đã là một luật sư có tiếng được cánh nhà báo phỏng vấn. Anh nói mình sẽ tham gia cuộc tuyển cử nghị viên quốc hội, cống hiến cho việc loại bỏ cái ác ở Hàn Quốc. Nhưng Dong Su về công ty lại biến thành người khác. Chào đại ca. Chào đại ca ạ. Thấy công ty tiền vào như nước, Dong Su cũng bắt đầu hưởng thụ niềm vui mà thân phận này mang tới. Nhưng khi anh về nhà lại có cảm giác cô đơn không tên sộc lên đầu. Kẻ chiến đấu với quái vật thì phải cẩn thận không để mình biến thành quái vật. Bởi vì mỗi khi thăm dò nội tâm con quái vật đó cũng sẽ thăm dò ta.